Rồi chúng ta đi cái vấn đề đầu tiên, đó là xuất nhiều loại hóa đơn khác nhau. Thì ở trong này anh thêm giúp em, hiện tại là anh đang, từ để em xem, anh đang cái này là theo cột update à. Rồi ở đây trước hết là em sửa lại cho anh cái phần in hóa đơn này nhá, mình sẽ có một cái thời gian in riêng, cái update này mục đích của nó riêng này. Và tiếp Dạ đến này, chúng ta sẽ có thêm một cột nữa là loại hoặc mẫu hóa đơn, loại đúng rồi, mở đơn ok. mẫu hóa đơn này. Rồi em thêm ba hai cột này vào. Mẫu hóa đơn này chúng ta sẽ để enum anh nhé. Anh có bao nhiêu mẫu thì anh để cho em Dạ bấy nhiêu cái. ok. Ví dụ như À với lại em cái chỗ mà mẫu hóa đơn này, cái gì em hướng dẫn theo anh cái kiểu là mình có thể thêm, cái nghĩa là thêm không 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 giới hạn á. Nghĩa là ví dụ như giờ em hướng dẫn cho anh một cái để anh biết anh đường làm, rồi sau đó ví dụ như anh muốn thêm vô á thì tự anh có cái bước á, thêm theo hướng dẫn của em là anh sẽ thêm được vô thêm mẫu nữa đó. mà không cần phải vào trong này đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Hoặc vào cũng được, nhưng mà ý là mình làm theo cái hướng nào muốn hướng mở á, để cái gì anh có thể xem lại cái hướng dẫn của em rồi cái anh làm theo được á. Chứ ví dụ như em làm theo kiểu mà chỉ cho 5 cái rồi không cho thêm nữa thì như vậy là anh không có thêm được đó, ý kiểu kiểu vậy đó. Ok anh. Cái Có đầu nghĩa tiên là cái em làm theo cái hướng mở, có nghĩa là ví dụ anh muốn thêm là anh chỉ cần làm theo cái hướng dẫn mà em hướng dẫn này là anh thêm được cái nữa, ví ok. dụ vậy. Rồi. Mẫu hóa đơn này. Đó. Anh sẽ ban đầu anh cho em ba cái đấy nhá. Đây là mẫu số 1 đấy. Rồi ok, ba cái đầu tiên, ba cái trước đi. Rồi ví dụ sau này nếu mà anh muốn thêm á là anh sẽ vô đây anh thêm vô đúng không? Đúng rồi. Rồi, ba cái nhá, mẫu số 1, số 2, số 3 này. Ok, Rồi vậy là anh cũng thêm thêm cái nữa em, là cái chỗ mà cái mẫu hóa đơn này nè là anh cũng muốn người dùng có thể là thêm, của người dùng thêm có được không ta? không được anh. Không được đúng không? Tại vì còn cái ngoài cái form nữa, mà cái form thì Đúng mình phải thiết không? kế chứ người dùng đâu có ấy được. Rồi ok, vậy là cái này admin là sửa được thôi. Rồi rồi Rồi, ok. mẫu số mình mặc định là nó sẽ in theo mẫu số 1 đấy nhá. Hoặc là anh Rồi sẽ rồi. để câu lệnh cho em trên này này. Nó sẽ tự lấy íp íp cái gì trên này để xong nó ra cái mẫu này, là tùy anh để câu lệnh ở Rồi. đây nhé. Rồi Rồi rồi. em chỉnh sửa lại cho anh cái group tạo file này một tí, cái này mình sẽ để là thời gian in này ạ. Ok, group này chúng ta sẽ ấy lại theo thời gian in hết. Đồng bộ rồi. Tạo hóa đơn này thì cái phần phần điều kiện này này, anh sẽ để cho em hai cái. Thứ nhất là en này, en như là mẫu hóa đơn này thì bằng mẫu số 1 nhé. Ok, để anh Rồi sẽ làm. cái điều kiện thứ hai ấy, là zip row before này là thời gian in này ạ. Sửa lại thời gian in, bây giờ mình sửa. Ok. Anh cho anh hỏi một xíu là cái cột mà thời gian in em đưa vô là về mục đích là để làm cái gì? Thứ nhất là cái cột sau này nó in hay không ấy, sau này nó in hay không mà nó phụ thuộc vào cái cột thời gian in này thay đổi hay không. Rồi nó khác, nó giống như cái file là file in của anh đó đúng không? Nó chỉ thay đổi cái tên lại. Đúng rồi. Rồi còn cái update là sau này để anh dùng nó update từ từ bảng con này lên này. Ví dụ như anh lỡ xóa một cái
thì nó sẽ tự cập nhật lại cái hóa đơn của bảng tra này thành tiền này. Anh hiểu ý em không ạ? Rồi rồi, ok. Rồi, thì cái chỗ này anh sẽ để cho em đây là kích hoạt cái mẫu hóa đơn số 1 nhé. Rồi rồi. À đúng rồi, cái này là cái Không. công thức cái hàm là để tích hợp cái mẫu số 1. Rồi. Ok, chỗ này không cần nhé. Anh chỉ cần để cho em như này thôi. Rồi. Rồi 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 rồi. Rồi, ở đây ấy, thì anh sẽ phải tạo ra nhiều bước hơn. Cái này là hóa đơn số 1 này. À. Rồi, thì đây là nó xuất theo cái hóa đơn số 1. Rồi. Cái file này chúng ta vừa sửa lại thành thời gian in này. À đúng rồi, thời gian in. Rồi. Ok, anh thêm cho em một cái điều kiện ở đây này. Nó không phải mà nó là như thế này. À không, anh có nhiều mẫu hóa đơn thì anh không nên làm này anh ạ. Ok, chúng ta làm kiểu như này luôn. Chúng ta thêm đi. Add này. Rồi, mẫu hóa đơn này. Bằng mẫu số 1 này. Rồi, thì đây là nó kích hoạt cho mẫu số 1 đây ạ. Rồi, giờ anh duplicate kết cho em cái này lên. Mẫu số 2 này. Thì anh chỉ cần sửa ở đây thành mẫu số 2 thôi. À là mình làm theo kiểu này đúng không? À. Đúng rồi. Còn còn cái điều kiện mà pronoun condition là chỉ 1/2 thôi đúng không em? Nếu không vậy thì cái kia Vâng, nó chỉ có à. yes no thôi. Còn nhầm, còn của anh và em đang làm thì nó có rất nhiều điều kiện nhưng chúng ta không làm cái hai điều kiện được. À, rồi. Rồi, vậy thì ở đây khi mà anh muốn tạo nó theo cái mẫu số 2 thì anh chỉ cần vào đây, anh chỉnh cho em cái template thành cái số 2 là được. À, Rồi, thì trên này nó mình sẽ. tạo cái template thứ hai, mình tạo cái template thứ hai lên. Rồi, tiếp đến là ở đây ạ. Ở đây thì anh sẽ phải thêm cho một cái nữa là mẫu hóa đơn này. Anh cho nó lên trên cùng này. Rồi, anh để ở đây cũng được. Mẫu hóa đơn này anh để cho em là hàm input. Đó, cấu trúc nó là như này. Rồi. Cái hàm đó là chức năng là làm cái gì em? Đây, để em lưu lại xong em bấm cho anh xem nhé. À, rồi. Nó sẽ gọi ra một cái cửa sổ nhỏ. Từ để xem nó đang lỗi gì nào. Event. Chưa có đóng ngoặc. Rồi, em load lại này. Rồi, khi mà anh bấm vào đấy, nó sẽ mở ra một cái cửa sổ nhỏ như này. À hay thì ok. Và trong này thì họ bắt buộc sẽ phải điền mẫu bao nhiêu. À, cái đó em mình có chỉnh chỉnh là thành cái kiểu mà list được không em? Lít được Nó anh. không hiện hết là tại vì cái sau này mình nhiều cái á cho nên anh muốn hiện theo cái kiểu list nhấp vô cái nó sổ ra rồi mình chọn á. Đây, anh bấm vào mẫu hóa đơn này. Anh để cho em cái này là drop down. Đào rồi. Rồi, lo lại nhé. Rồi. Đây. À rồi rồi, ok. Rồi. Lưu lại. Rồi. Đó, ngay lập tức là nó sẽ chạy theo cái số 1 này. Còn đây sau này anh cứ thêm cho em cái automation ở đây thôi, mẫu số 2, số 3, số 4, số 5. Là y chang như em làm vừa rồi phải không? Đúng Cái rồi. cách làm. Rồi, ok. Rồi, đây là cái đầu tiên là xuất hóa đơn theo từng template khác nhau anh nhé. Rồi rồi. Rồi, cái số 2 để em đọc lại kia.